Đây nha các bác nhá, thì ngày hôm nay thì em sẽ lên giới thiệu cho toàn thể các bác, đó là hai cái mẫu loa chép rời được đặt ở trên nóc loa để tăng trợ lời tiếng karaoke cho nó hay và sáng, và sẽ tăng tiếng chép để cho dàn karaoke chúng ta nghe nhạc hay. Thì các bác phải đến với hai cái dòng sản phẩm này và tùy ý thích của mọi người, và các bác có thể là lựa chọn làm sao để cho bộ dàn karaoke nhà mình nó hay nhất và tiếng chất âm ra được tốt nhất. Thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu hai sản phẩm chép này nha các bác nhá. Mẫu đầu tiên thì em sẽ thử cho tất cả các bác nghe về cái mẫu loa chép kèn thương hiệu hàng của JBL, đúng không ạ? Đây, cho tất cả các bác xem. Nhìn trông như thế này thôi nhưng mà nó chất âm nó lại cực kỳ là hay các bác nhá. Để các bác có thể đặt ở trên nóc loa nhà mình, hoặc là các bác có thể là đặt nằm ở trên cái tủ kệ nhà mình, thì cho chúng ta nó một cái tiếng chất âm lời cực kỳ là hay luôn. Đây, em sẽ test thử luôn cho tất cả các bác cùng nghe nhá. Đây nha các bác nhá, em đấu trực tiếp luôn nha các bác nhá. Bên trong thì cái chiếc chép này thì nó có đầy đủ phân tầng hết rồi các bác nhá. Mẫu chép này là mẫu chép 350. Có bác hỏi bảo mẫu 350 với 450 thì nó khác nhau ở cái gì? Nó khác nhau ở côn chép thôi. Mà thực sự các bác là chất âm của nó ra đều gần như nhau. Đấy, test thử luôn cho anh em nghe này. Đấy, bác nghe tiếng này. Đấy, em chỉ đấu một chiếc thôi nhá. Em đang đấu một chiếc để cho tất cả bác cùng trải nghiệm và nghe về tiếng chất âm nhá. Đấy, bác nghe tiếng nghe một sướng không? Đúng quá hay luôn đúng không ạ? Đấy, anh em nghe cái tiếng chất âm sáng, rõ ràng, nó phản tiếng chép ra. Có bác bảo là như nghe như loa bát. Nhưng thực sự các bác là đây là em sẽ để thiết kế cái phân tần làm sao để nó có cái giải chung xuống khoảng tầm một chút. Đấy, giải chung con này nó bắt khoảng tầm từ 5k nhá. Đấy, 4k, từ 4k hertz trở lên. Con này hoạt động từ 4k hertz trở lên. Đấy, cái tiếng nó nghe rõ ràng và tiếng nó đánh dứt khoát, nó không bị nhòe. Đó. Đây em rút ra đây. Đấy, thì các bác chơi với những cái mẫu loa chép như này mà các bác đặt vào trên những cái bộ dàn karaoke nhà mình thì nó thật sự các bác là không thể nào chê nổi luôn. Bởi vì đây nó là cái mẫu loa chép mà em khẳng định với tất cả các bác là trên thị trường rất nhiều anh em đang bán nhá. Nhưng riêng cửa hàng bên em thì đang xả cho anh em một cái mức giá rất là tốt. Một cặp như thế này, đấy, bao ship giá chỉ còn 950.000 thôi. 950.000 một cặp nhá các bác nhá. Đó, một cái giá rất là yêu thương trong video ngày hôm nay. Nói thật sự các bác là không có đơn vị nào mà giá rẻ như bên cửa hàng em luôn. Bán hàng chất cao cấp, bên trong có đầy đủ phân tần hết rồi, mẫu chép 350. Đấy, và bây giờ thì em sẽ review cho tất cả bác xem. Đó là cái mẫu loa chép 450. Đây là cái mẫu loa chép 450 hàng chính hãng của JBL các bác nhá. Đó, đây các bác có thể là em đặt vào đây cho nó đẹp một chút. Đó, đây là cái mẫu loa chép 450 của JBL. Đấy, thì khi mua thì nó cả một đôi nhé, em báo giá là báo giá cả một đôi nhé các bác nhá. Đó, thì cái dòng sản phẩm này thì nó đắt ở đâu? Đắt hơn 50.000 thôi. Phễu kèn này, con này phễu nhựa của BBS, phễu rất là dày. Và thùng của con này nó là thùng gỗ MDF. Đấy, thùng gỗ MDF các bác nhá. Nước sơn chống nước. Đấy, nước sơn chống nước luôn. Đấy, thậm chí là các bác dùng bao nhiêu năm sau cũng chẳng bao giờ nó bị hỏng được cái chất vỏ thùng này. Đấy, các bác chơi thì mới biết. Mẫu chép 450 con này thì hiện tại này em cũng nói luôn về giá. Giá của nó là 1 triệu một cặp và giá thì cũng đã được bao gồm phí vận chuyển nhá. Đó, đây em sẽ test thử cho tất cả bác cùng nghe đây. Nói chung là cái dòng sản phẩm chép này thì nó cũng chả có cái gì để mà giới thiệu nhiều. Đấy, không có cái gì để giới thiệu nhiều luôn. Các bác chơi với những dòng sản phẩm này tiếng rất hay các bác nhá. Đó, anh em nghe tiếng này. Tiếng rất sáng và tiếng hay các bác nhá. Tiếng sáng và tiếng hay. Đó, các bác nghe tiếng loa chép và đánh dàn. Nghe cực sướng luôn các bác nhá. Đấy, anh em chơi cái mẫu như thế này thì các bác liên hệ trực tiếp qua cả hàng đem. Đấy, anh em nghe tiếng loa nó rót, chép nó rót sáng. Tiếng cực kỳ là hay. Đấy, bác nào mà chơi cái cặp này thì các anh em có thể là liên hệ trực tiếp đến với cửa hàng bên em nhé các bác nhá. Giá rất là hợp lý rồi.
giá chỉ có 1 triệu một cặp loa chép của JBL, 950.000 một cặp loa chép của JBL màu vàng các bác nhá. Anh em mua mẫu nào thì anh em có thể là chụp lại màn hình và nhắn tin qua cửa hàng bên em để được đặt hàng các bác nhá. Rồi, kết thúc video tại đây thì xin chào các bác trong những video tiếp theo. Cảm ơn em rất là nhiều các bác nhá.